năm 2015, giới khoa học và công chúng Trung Quốc đã trải qua một sự kiện kỳ diệu khi một tảng vàng khổng lồ nặng 45 tấn được phát hiện sâu dưới lòng đất tại công viên mỏ quốc gia Toại Sương thuộc thành phố Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Sự xuất hiện của tảng vàng này không chỉ gây chấn động trong giới địa chất mà còn thu hút sự chú ý của toàn thế giới. Trong quá trình khai thác quặng tại công viên mỏ quốc gia Toại Sương, các nhà khoa học đã tình cờ phát hiện một vật thể lấp lánh. Sau nhiều giờ nỗ lực và sử dụng các máy móc hiện đại, họ đã đưa vật thể này lên mặt đất và ngạc nhiên khi nhận ra đó là một tảng vàng khổng lồ nặng tới 45 tấn. Vào thời điểm phát hiện, đây là kho báu đơn lẻ lớn nhất trên thế giới, chứa không chỉ vàng mà còn cả bạc, với hàm lượng vàng đạt khoảng 216,7 gam mỗi tấn. Các chuyên gia ước tính giá trị của tảng vàng này lên đến 12 tỷ nhân dân tệ, tương đương 42.000 tỷ đồng. Tàng vàng khổng lồ này không chỉ có giá trị kinh tế to lớn mà còn mang một ý nghĩa đặc biệt đối với đất nước Trung Quốc. Ngay sau khi được đưa lên mặt đất, tàng vàng đã được đặt tại lối vào công viên mỏ quốc gia Trung Quốc, biến nơi này thành một địa điểm tham quan thu hút hàng nghìn du khách mỗi năm. Điều đặc biệt ở tàng vàng này là mặc dù nằm lộ thiên nhưng không ai có thể lấy cắp. Với khối lượng khổng lồ, việc di chuyển tàng vàng đòi hỏi phải có công nghệ và máy móc hiện đại, cùng với sự tốn kém về thời gian và công sức hơn nữa tảng vàng được bảo vệ bởi đội ngũ nhân viên giám sát 24 trên 24 đảm bảo vấn đề an ninh để quản lý chặt chẽ người dân địa phương cũng có ý thức cao trong việc bảo vệ tài sản vô giá này xem nó như một phần không thể tách rời của lịch sử và văn hóa địa phương hiện nay tảng vàng vẫn được trưng bày tại công viên mỏ quốc gia Trung Quốc trở thành một điểm tham quan hấp dẫn du khách từ khắp nơi trên thế giới tảng vàng không chỉ là một kho báu vô giá về mặt kinh tế mà còn là biểu tượng của sự phát triển và tiềm năng tài nguyên của Trung Quốc Thưa quý vị, dự báo trong 48 giờ tới, bão số 8 Toraji sẽ di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng từ 5 đến 10 km h và suy yếu thành vùng áp thấp. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 7 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21 độ Vĩ Bắc, 114,1 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km h giật cấp 10 di chuyển theo hướng Tây tốc độ khoảng 5 km h Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ từ 5 đến 10 km h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 15 tháng 11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc, 113 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Quận Đồ Sơn của thành phố Hải Phòng đang xuất hiện 25 điểm sạt lở đồi núi, đe dọa nhiều khu dân cư, khiến một số các hộ dân phải sơ tán. Tình trạng sạt lở này là hậu quả sau cơn bão Yagi. Bão Yagi đã đi qua được 2 tháng, nhưng một số hộ dân ở tổ dân phố 7, phường Vạn Hương vẫn chưa thể về nhà. Toàn quận Đồ Sơn có khoảng 300 hộ dân sống dưới chân các ngọn đồi núi. Sau bão Yagi, địa phương này xuất hiện 25 điểm sạt lở, trong đó có những điểm nghiêm trọng đe dọa an nguy của người dân như khu vực đồi phía sau trường tiểu học Hải Sơn, đồi ven đường Lý Thái Tổ kéo dài từ chùa Hang đến ngã ba đồi sông và khu dân cư gần đền nghè phường Vạn Hương. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, đồi núi ở Đồ Sơn có độ dốc cao, liên kết thấp, nhiều đá lớn nằm lẫn trong đất. Ông Đinh Xuân Thủy, Chủ tịch UBND phường Vạn Hương cho biết, thời tiết ngày càng bất lợi, mưa nhiều nên nguy cơ sạt lở rất cao. Về lâu dài, chính quyền phải bố trí tái định cư. Sáng ngày 14 tháng 11, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an huyện Lục Nam đang điều tra nguyên nhân vụ nổ tại xã Vô Tranh khiến một người tử vong. Vụ nổ lớn khiến ngôi nhà của người đàn ông 33 tuổi bị hư hỏng nặng, mái nhà bị thổi bay, gạch vỡ tung tóe trên nền đất. Theo cơ quan công an, Tối ngày 13 tháng 11, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo của người dân về vụ nổ tại gia đình người đàn ông 33 tuổi tại thôn Đồng Mận, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam. Vụ nổ khiến người đàn ông tử vong, ngôi nhà cũng hư hỏng nặng. Ngoài ra không ai khác trong gia đình anh bị thương. Theo video và lời kể của người dân, vụ việc phát ra tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Hình ảnh ghi lại tại hiện trường cho thấy nhiều đồ, nhà, nhiều đồ đạc trong nhà bị hư hỏng cháy xém, phần mái nhà bị thổi bay nên đất còn vương vãi nhiều viên gạch cách đây chưa đầy một tháng, tại tỉnh Bắc Giang cũng xảy ra vụ nổ lớn, thổi bay một nửa ngôi nhà tại huyện Tân Yên, khiến hai vợ chồng bị thương nặng. Hiện trường vẫn còn lăng lổ, nhiều vết khói đen, các thiết bị điện tử đồ đạc hư hỏng, nóng chảy, một phần mái tôn bị bật nóc, chờ khung kim loại, phòng ngủ và nhiều đồ đạc trong nhà bị cháy đen. Công an tỉnh Quảng Bình vừa cho biết đã có các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai đối tượng là giám đốc doanh nghiệp vì đã có hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo điều tra ban đầu của cơ quan điều tra, công ty trách nhiệm hữu hạn Tổng công ty Thế Thịnh được cấp phép xây dựng tổng hợp, khai thác khoáng sản và trực tiếp khai thác đá vôi xây dựng tại mỏ đá Lẻ Khe Dây, xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, trong các năm từ 2021 đến năm 2023, Võ Văn Thế đã có hành vi khai thác, vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép khối lượng 87.000 mét khối, đã gây ra thiệt hại về tài sản, khoáng sản của nhà nước với trị giá hơn 9,5 tỷ đồng. Tiếp đó, ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Bình đã có ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Đình Khánh, sinh năm 1993, trú tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên với vai trò là giám đốc điều hành mỏ đá tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy từ năm 2022 đến năm 2023. Ngô Đình Khánh đã trực tiếp điều hành công nhân khai thác khoáng sản vừa phạm vi mỏ được cấp phép với khối lượng khoáng sản khai thác là hơn 83.000 mét khối với tổng giá trị khoáng sản bị khai thác trái phép là hơn 11,5 tỷ đồng. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, từ năm 2023 cho đến nay, các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh đã xử phạt 155 trường hợp gây ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải đoạn qua tỉnh Hải Dương. trong đó lực lượng công an tỉnh trực tiếp phát hiện kiểm tra, xử lý 83 tổ chức cá nhân về các hành vi đổ chất thải trái phép, sản nước thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm với số tiền gần 3,9 tỷ đồng. Sở Tài nguyên và Môi trường xử lý 32 tổ chức cá nhân xử phạt vi phạm hành chính trên 1,1 tỷ đồng. Còn lại là Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện phối hợp kiểm tra xử lý. Lượng nước thải phát sinh vào hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải trên địa bàn tỉnh Hải Dương khoảng 118.504 m3 trên một ngày đêm. Từ nhiều năm nay, nước hệ thống kênh Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Liên quan đến sự việc một chủ nhà ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An bất ngờ đòi tăng giá cho thuê nhà quá cao khiến bốn người mù đứng trước nguy cơ không có chỗ ở. Sự việc này khiến nhiều người bất bình. Hãy cùng tìm hiểu qua những thông tin từ phóng viên thời sự VTC. Theo hợp đồng cho thuê nhà vào ngày 2 tháng 5 năm 2022, anh Nguyễn Công Trường, người đại diện cho ba người mù khác đứng ra ký hợp đồng thuê căn nhà rộng 60m2 tại số 38 Lương Thế Vinh, phường Trường Thi, thành phố Vinh, với chủ là bà Nguyễn Thị Dung trong thời hạn 5 năm để làm chỗ ăn ở sinh hoạt với giá cho thuê 4,5 triệu đồng một tháng đến thời hạn 2 năm rưỡi thì điều chỉnh lên hoặc xuống 10% tùy theo giá thị trường. Tuy nhiên, vào cuối tháng 10 năm 2024, bà Nguyễn Thị Dung đến và yêu cầu tăng giá thuê nhà lên 7 triệu đồng một tháng. Bà nói là 7 triệu thì mấy ông thuê được thì gì lại nha. Em mới bảo là thì hiệp đồng gì nhà nhà, nhà cháu đang cầm đây phải theo hợp đồng như gì gì bảo là bảy triệu bảy ông thuê thôi nhà, tao lấy nhà tao 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 một mình chỉ tao mình liên hệ qua điện thoại với bà Dung người cho thuê nhà bà Dung cho rằng việc bà tăng giá là có cơ sở và việc tăng giá là quyền của bà và không theo hợp đồng nào cả hợp đồng với ký 5 năm ghi năm năm cứ đòi năm năm hợp đồng hợp đồng với chứ bạn chi án theo nhà thị trường hay lương nhà nước cái công an bộ đội lên bao phần trăm ấy hai năm lên liên tục cái táo lên là giả là nó sửa nó có anh mới dính đồng chấm nếu mà chiều theo hợp đồng thì là chủ nhà sai cái thứ hai thì đối tượng thuế là ghi lực lượng à, yếu thế ở trong xã hội thì nên có cái tàu điều kiện để giúp đỡ họ thì tốt hơn là à, áp như thế này thì thực tình là làm tồi họ vì mặt mũi chân tay cũng lanh lặn. Anh Trường cũng cho biết, vào sáng ngày 11 tháng 11 năm 2024, bà Dung đã cho người đến tháo giữa một mái tre phía trước căn nhà nhằm gây áp lực để anh Trường và các người mù khác phải rời đi. Hợp đồng thuê nhà vẫn còn hiệu lực vì thời hạn của nó là 5 năm. Và trong đó có một cái điều kiện điều điều khoản về thỏa thuận giữa hai bên. Thỏa thuận này là 2 năm rưỡi thì sẽ lũy tiến thêm 10%. Và như vậy thì có thể khẳng định rằng là hai bên vẫn phải tiếp tục thực hiện hợp đồng và các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký ngày mùng 2 tháng 5 năm 2022. Và cái việc mà chủ nhà đuổi người, đuổi người thuê nhà ra khỏi khỏi nhà hoặc là khóa lại thì tôi cho rằng đã vi phạm nghiêm trọng về hợp đồng. Cũng theo ý kiến của luật sư, vì chủ nhà không thực hiện theo nội dung thống nhất giữa hai bên về hợp đồng thuê nhà ở đã vi phạm nghiêm trọng về hợp đồng. Việc này cũng đẩy bốn người mù gặp khó khăn về chỗ ăn ở,